Xin chào các bạn, bây giờ là khoảng 9 giờ tối ngày 30 tháng 4 năm 2022. Mình đang có mặt trên đường Tôn Đức Thắng đoạn tiếp giáp với sông Sài Gòn để đón xem bắn pháo hoa. Mọi người đang tụ tập ở đây rất là đông. Bình thường vào những dịp lễ Tết thì thành phố Hồ Chí Minh cái mật độ giao thông có vẻ thư thớt hơn ngày bình thường, là do mọi người rất là nhiều người đã về quê hoặc là đi du lịch. Nhưng mà ngày hôm nay ở khu vực này thì rất đông người dân đã đến đây để chuẩn bị đón xem bắn pháo hoa. Chúng ta nhìn ra bờ sông này để ngắm nhìn một cây cầu mới ở thành phố Hồ Chí Minh, mới được khánh thành ngày 28 tháng 4 vào buổi sáng và 15 giờ ngày 28 tháng 4 thì được chính thức thông xe, tạo thành một cái cảnh quan rất là đẹp, một điểm nhấn ấn tượng ở trên dòng sông Sài Gòn này. Các bạn nhìn sang phía bên kia bờ sông, có rất là nhiều những cái tòa nhà cao tầng được thắp sáng đèn. Ở đây cũng có một cái cây rất là lớn. Pháo hoa đã được bắt đầu nổ rồi nè các bạn. Mọi người tỏ ra rất là phấn chấn, hồ hởi đón xem pháo hoa, là cũng do là nguyên năm 2021, kể cả 30 tháng 4, mùng 2 tháng 9 hay là Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán thì đều không được tổ chức bắn pháo hoa, là do hạn chế tụ tập đông người do ảnh hưởng của dịch bệnh các bạn, tránh lây lan dịch bệnh Covid-19. Cho nên là một khoảng thời gian rất lâu mọi người không được xem bắn pháo hoa. Hôm nay đã đến đây xem, và khi thấy những chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên rực rỡ trên bầu trời thì mọi người tỏ ra rất là phấn chấn. Có nhiều người còn dẫn con nhỏ theo để xem này. Rồi mọi người đều giơ điện thoại lên để quay lại những cảnh là ấn tượng ở trên bầu trời, và nó hắt sáng xuống dòng sông rất là lấp lánh. Năm nay để chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động thì thành phố Hồ Chí Minh người ta tổ chức bắn pháo hoa ở hai điểm. Từ điểm thứ nhất là ở công viên văn hóa Đầm Sen ở quận 11, và tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức. Và thời gian bắn pháo hoa thì trong 15 phút, từ 21 giờ cho đến 21 giờ 15. Nhiều người dân đã tụ tập ở đây trước vài tiếng đồng hồ để lựa chọn cho mình một vị trí tốt có thể quan sát được pháo hoa. Hôm nay mình khá là may mắn khi mà cũng không có phải đi quá sớm, nhưng mà đến được vị trí thì khoảng 5-10 phút sau là đã bắn pháo hoa rồi. Và mình cũng chọn được cái vị trí khá là, với cái tầm nhìn khá là rộng để có thể quan sát và quay lại cho các bạn xem. Không bị vướng dây điện hay là cây xanh gì cả. Đấy, chúng ta có thể quan sát được trọn vẹn những âm thanh và hình ảnh của những chùm pháo hoa bắn lên bầu trời. Pháo hoa thì được bắn trên sông Sài Gòn, một cái con sông rất là gắn bó thân thuộc với người dân thành phố Hồ Chí Minh. Con sông Sài Gòn này thì dài 256 km, và riêng đoạn chảy qua thành phố Hồ Chí Minh thì dài tới 80 km. Nó là trục giao thông đường thủy rất là lớn nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, và có cả cảng biển lớn nối với Đông Nam Á và thế giới nữa. Thì trong thời gian vừa qua, chính quyền thành phố cũng đã rất là quan tâm để đầu tư xây dựng cho các cảnh quan ở xung quanh dòng sông và cũng như ở trên sông này đã được đẹp hơn rất là nhiều. Cái không gian nó rộng hơn và được xây dựng thêm những cái cây cầu mới ở trên sông. Ngoài ra thì người ta còn trên báo Tuổi Trẻ còn phát động một cuộc thi hiến kế phát triển sông Sài Gòn từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 22 tháng 4 năm 2022 vừa qua nữa. Mà người ta cũng đã thực hiện cái đề án đại lộ ven sông để mà thực hiện để có thể khai thác và bảo tồn cái vẻ đẹp của dòng sông Sài Gòn các bạn.
ví dụ như là chống ô nhiễm nguồn nước nè, ngăn chặn xử lý nước thải sinh hoạt, rồi có những cái biện pháp khai thác, chống khai thác cát nè, rồi chống sạt lở hai bên bờ. Và những cái biện pháp quan trọng đấy thì không chỉ thực hiện ở cái đoạn chảy qua thành phố Hồ Chí Minh đâu, mà người ta cũng dự kiến hoặc là người ta cũng chủ trương là sẽ thực hiện trên tất cả cái chiều dài của con sông Sài Gòn này nữa. Người ta ví đôi bờ sông Sài Gòn đoạn chảy qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì được ví như mỏ vàng các bạn, nếu như mà biết tổ chức khai thác hợp lý và bài bản. Chính vì vậy mà vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt đề án phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ở ven sông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2020 và 2045. Thì ở trong cái đề án ấy, người ta cũng đề ra cái mục tiêu phát triển hành lang sông Sài Gòn và các kênh rạch nội thành nhằm phát huy cái giá trị văn hóa lịch sử sinh thái và để tạo cái nét đặc trưng độc đáo cho đô thị. Đô thị thành phố Hồ Chí Minh là một cái trở thành một cái thành phố sáng tạo. Người ta cũng dự kiến sẽ tổ chức các không gian kiến trúc, các cảnh quan để kết nối các tiện ích công cộng, tạo điều kiện để phát triển hoạt động kinh tế dịch vụ liên quan đến sông nước và hạ tầng xanh. Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước diễn ra trong 15 phút. Bây giờ các bạn hãy tiếp tục thưởng thức những màn bắn pháo hoa rất lung linh rực rỡ trên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh nhé. Mình cũng xin chúc bạn, chúc các bạn cùng với gia đình sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.